Mọi người ơi, trên tay của mình là hai quả sô cô la siêu to khổng lồ nè. Ôi trời ơi, người ta làm thì cực đẹp luôn, mình làm thì chả hiểu làm sao mà nó xấu như thế này luôn ý. Tuy nhiên để mà thực hiện một cái sô cô la nhiều lớp thì chúng ta cần chuẩn bị sô cô la cơ bản nè và sô cô la sữa cùng với cả những trái dâu siêu to nha. Và bây giờ thì nấu sô cô la, nhà mình thì có một cái nồi nấu sô cô la. Bây giờ thì mình sẽ nấu sô cô la trên cái nồi này và nó sẽ giữ được nhiệt rất là lâu. Sô cô la cứ tan chảy mãi cho nên là mình cũng không lo bị đông ý. Bây giờ thì nhúng dâu và sô cô la thôi mọi người ơi. Lớp đầu tiên là sô cô la cơ bản, sau khi mà nó khô rồi thì lại tiếp tục qua lớp sữa, rồi lại tiếp tục đợi khô rồi qua lớp sô cô la. Cứ làm liên tục như thế khoảng tầm 7-8 lần hoặc là 10 lần. Khi mọi người cảm thấy mỏi tay và cảm thấy là nó đủ to rồi thì thôi ngừng. Kết quả sô cô la mình làm thì được khoảng tầm 5 lớp thôi mọi người ạ, bởi vì là mình không đủ kiên nhẫn. Đây là hai quả sô cô la của mình, trời ơi trông nó xấu kinh khủng luôn ý. Eo ơi, và đây là thành quả của mình nè, bổ quả sô cô la ra trông nó cũng ra gì phết các bạn nhỉ. Thế nhưng mà để mà nói đẹp thì chắc chắn nó chả đẹp một tí nào luôn ý. Thôi thì bây giờ ăn thử xem nào. Wow, cảm giác đầu tiên là quả dâu ở đằng trong nó lành kinh khủng khiếp luôn. À, cảm giác tiếp theo là cái vỏ sô-cô-la cứng kinh khủng khiếp. Trời ơi, thì sô-cô-la tới 5-6 lớp nên nó vô cùng cứng luôn. Mình cắn muốn gẩy răng luôn ý mọi người ạ. Và điểm đặc biệt đấy là ăn nó rất là ngon. Nó thơm kinh khủng luôn, mít với cả vị dâu nữa. Hết sảy đấy, nói chung là một món ăn ngon.